Hòa Bình, liệt tứ chi, suy hô hấp sau trận sốt cao. Bệnh nhân nữ 47 tuổi nhập viện do sốt cao, liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp do mắc viêm não, tiên lượng tử vong. Gia đình cho biết khoảng 3 tháng trước, người bệnh sốt cao, sau đó liệt toàn thân, liệt cơ hô hấp, rối loạn thân nhiệt, cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Điện Biên nơi mà bệnh nhân làm việc. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ mắc viêm thân não cấp rất hiếm gặp, tiên lượng tử vong và tàn phế cao. Ekip mở khí quản và sử dụng các thiết bị hỗ trợ như máy thở, hạ thân nhiệt chỉ huy để cải thiện hô hấp và phục hồi chức năng. Sau 2 tuần điều trị, tình trạng sốt được kiểm soát nhưng bệnh nhân vẫn liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp gần như bất động từ cổ trở xuống. May mắn, sau 3 tháng, sức khỏe của người phụ nữ đã tiến triển tốt, cai được máy thở, không bị loét do tì đè. Bệnh nhân tập đi, đứng trở lại, cải thiện vận động và được xuất viện. Viêm thân não cấp là một thể của viêm não cấp. Thân não là vị trí thấp nhất của não bộ, tiếp giáp với tủy sống. Khi vùng thân não bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận động và cảm giác từ vùng cổ trở xuống. Bệnh có thể dẫn đến tình trạng liệt cơ hô hấp, gây ngừng thở, phải phụ thuộc vào máy thở, liệt tứ chi gây loét do tì đè, gây teo cơ cứng khớp. Các bác sĩ cho biết, nếu tình trạng liệt kéo dài, nguy cơ tử vong và tàn phế là rất cao. Để điều trị, bệnh nhân kết hợp thở máy, thay huyết tương, hạ thân nhiệt chỉ huy, nội soi phế quản, chăm sóc phòng ngừa loét. Sau khi ổn định, người bệnh phải kết hợp phục hồi chức năng để quay lại cuộc sống bình thường.